Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mô-en rằng: Ngươi buồn rầu về việc sao lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Israel nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Y-sai người Bethlehem, vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua. Sa-mô-en thưa rằng: Làm sao tôi đi đó được? Nếu sao lơ hay thì sẽ giết tôi đi. Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Hãy đem theo ngươi một con bò cái tơ và nói rằng: Tôi đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ mời Y-sai dự tế. Ta sẽ tỏ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, rồi ngươi sẽ nhân danh ta sức dầu kẻ ta chỉ cho ngươi. Sa-mô-en làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng mình và đi đến Bethlehem. Những trưởng lão của thành ấy đều lấy làm bối rối chạy đón người mà hỏi rằng: Có phải ông đến đem bình an chăng? Người đáp rằng: Bình an. Ta đến để dâng của tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Hãy dọn mình thanh sạch và đến ăn thịt tế lễ với ta. Người cũng dọn Y-sai và các con trai người cho thanh sạch và mời đến dự tế. Khi chúng đến, Sa-mô-en thấy Eliab bèn thầm rằng: Quả hẳn kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va đang ở trước mặt Ngài. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mô-en rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Y-sai bèn gọi Abinadab và biểu người đi qua trước mặt Sa-mô-en. Nhưng Sa-mô-en nói: Đức Giê-hô-va cũng chẳng chọn người này. Y-sai biểu Sa-ma đi ngang qua. Nhưng Sa-mô-en nói: Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này nữa. Y-sai biểu bảy con trai mình đi qua trước mặt Sa-mô-en như vậy, thì Sa-mô-en nói cùng Y-sai rằng: Đức Giê-hô-va chẳng chọn một ai trong chúng nó. Đoạn, Sa-mô-en nói cùng Y-sai rằng: Hết thảy con trai ngươi là đó sao? Y-sai đáp rằng: Hãy còn đứa con út, nhưng nó đi chăn chiên. Sa-mô-en nói: Hãy sai gọi nó, chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Vậy Y-sai sai gọi người. Mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch và hình dung tốt đẹp. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mô-en rằng: Ấy là nó, hãy đứng dậy sức dầu cho nó. Sa-mô-en lấy sừng dầu sức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, thần của Đức Giê-hô-va cảm động David. Sa-mô-en đứng dậy đi về Rama. Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sa-u-lơ. Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần khuấy khuất người. Tôi tớ của Sa-u-lơ nói cùng người rằng: Này, có một ác thần mà Đức Chúa Trời khiến đến khuấy khuất vua. Xin Chúa chúng tôi, hãy biểu những tôi tớ đứng chầu Chúa tìm một người biết gảy đàn, để khi nào Đức Chúa Trời sai ác thần đến Chúa, thì người đó sẽ gảy đàn và Chúa sẽ được an ủi. Sa-u-lơ đáp cùng các tôi tớ mình rằng: Vậy, hãy tìm cho ta một người gảy đàn hay, rồi dẫn nó đến cùng ta. Một người trong vòng tôi tớ cất tiếng nói rằng: Này, tôi đã thấy một con trai của Y-sai người Bethlehem. Nó gãi đàn hay, một người chiến sĩ mạnh bạo, ăn nói khôn ngoan và mặt mày tốt đẹp. Đức Giê-hô-va ở cùng người. Sa-u-lơ sai sứ đến cùng Y-sai mà nói rằng: Hãy gửi cho ta David con trai ngươi là kẻ chăn chiên. Y-sai bèn lấy bánh, một bầu da rượu, một con dê con còn bú, chất trên một con lừa, rồi nhờ David con trai mình gửi cho Sa-u-lơ. David đến nơi Sa-u-lơ,
bèn ra mắt người. Sao Lơ thương yêu người lắm, đặt người làm kẻ vác binh khí mình. Người sai đi nói cùng Y sai rằng: "Ta xin ngươi hãy cho David đứng chầu trực ta, vì nó được ơn trước mặt ta." Vậy khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Sao Lơ, thì David lấy đàn và gãi. Sao Lơ bèn được an ủi, lành mạnh, và ác thần lìa khỏi người. Chương 17. Dân Philippines nhóm hiệp các đạo binh mình đặng làm giặc. Chúng hiệp tại Soko thuộc về xứ Juda và đóng trại tại Ephedamim giữa Soko và Aseka. Sao Lơ và người Israel cũng nhóm hiệp đóng trại tại trũng Ela và dàn trận cùng dân Philippines. Dân Philippines đứng trên núi phía này, còn Israel đứng trên núi phía kia. Trũng phân cách họ. Bây giờ có một người lực sĩ từ trại quân Philippines mà ra, tên là Goliath, quê ở Gát, bề cao người 6 thước 1 gan. Người đội mão đồng trên đầu, mặc áo giáp đồng vải cá nặng 5.000 siếc lơ và những ủng đồng. Sau lưng treo một cây lao đồng. Cán của cây lao hắn như cây trục của thợ dệt cưỡi, và mũi của cây lao này nặng 600 siếc lơ. Kẻ vác binh khí hắn đi trước hắn. Vậy hắn ra đứng kêu la cùng đội ngũ Israel rằng: "Cớ sao các ngươi ra bày trận? Ta há chẳng phải là người Philippines, còn các ngươi là tôi tớ của Sao Lơ sao? Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. Nếu khi đấu địch cùng ta hắn trỗi hơn và giết ta, thì chúng ta sẽ làm tôi các ngươi. Nhưng nếu ta trỗi hơn hắn và ta giết hắn, thì các ngươi sẽ làm tôi chúng ta và hầu việc chúng ta." Người Philippines lại còn nói rằng: "Phải, ngày nay ta thách lời này cho đội ngũ Israel. Hãy khiến một người ra, đặng chúng ta đấu địch cùng nhau." Sao Lơ và cả Israel nghe những lời của người Philippines thì lấy làm hoảng hồn, sợ hãi lắm. Vả David là con trai của Isai, người Ephrat kia quê ở Bethlehem trong xứ Juda. Người có 8 con trai. Trong đời Sao Lơ, Isai đã cao tuổi rồi. 3 con trai cả của Isai đã theo Sao Lơ nơi chiến trận. Tên 3 con trai ấy là con cả Eliab, con thứ nhì Abinadab và con thứ ba Shama. David là con út. Khi 3 anh người đã theo Sao Lơ, thì David lìa nơi Sao Lơ, trở về Bethlehem đặng chăn chiên của cha mình. Người Philippines đi ra buổi mai và buổi chiều, tỏ mình ra như vậy trong 40 ngày. Vả Isai nói cùng David con trai mình mà rằng: "Con hãy lấy 1 epha hột rang và 10 ổ bánh này, chạy mau đến trại quân đặng đem đưa cho các anh con. Con cũng hãy đem 10 bánh sữa này cho quan tướng cai ngàn quân, thử xem các anh con có mạnh chăng, và con phải đem về cho cha một dấu chi làm chứng về phần chúng nó. Các anh con ở cùng Sao Lơ và hết thảy người Israel tại trong trũng Ela để đánh giặc cùng dân Philippines. Ngày mai sáng sớm, David để chiên cho một người chăn, lấy đồ vật mà đi như Isai đã dặn người. Khi người đã đến đồn, thì đạo binh đi ra đặng dàn trận và reo tiếng chiến tranh. Israel và dân Philippines dàn trận, 2 đạo quân đối nhau. David cất gánh nặng mình, giao cho người giữ đồ vật, đoạn chạy đến chỗ dàn trận, tới hỏi thăm 3 anh mình mạnh giỏi chăng. Người đang nói chuyện cùng chúng, kìa, người lực sĩ Goliath, tức là người Philippines ở Gát, từ hàng ngũ Philippines sớm tới, và David nghe hắn nói như những lời ngày trước. Hết thảy người Israel thấy người này đều chạy trốn và run sợ lắm. Mọi người Israel nói: "Các ngươi có thấy người đó sớm tới chăng? Hắn đến đặng sỉ nhục Israel. Nếu ai giết được hắn, thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gái mình cho người đó và miễn sâu thuế cho nhà cha người ấy
trong Israel. David hỏi những người ở gần mình rằng, người ta sẽ đãi thế nào cho kẻ giết được người Philistine này và cất sự sỉ nhục khỏi Israel? Vì người Philistine này, kẻ chẳng chịu phép cắt bì này là ai mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống? Người ta lấy lời thường nói ấy mà đáp cùng người rằng, ai giết được hắn thì phần thưởng sẽ là như vậy. Nhưng Eliab anh cả người nghe David nói như vậy nổi giận người mà nói rằng, cớ sao mày đến đây, mày bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mày, ấy đặng xem tranh chiến nên mày mới đến. David đáp rằng, vậy tôi có làm chi đâu, ấy chỉ là một câu hỏi thôi. Người gian xa anh mình lập hỏi những người khác cũng một câu ấy, thì người ta đáp như lần thứ nhất. Có người nghe các lời David nói bèn thuật lại cho Saul hay. Saul đòi người đến. David thưa với Saul rằng, xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Philistine kia. Kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn. Saul đáp cùng David rằng, ngươi chẳng thế đi đấu địch cùng người Philistine kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ. David tâu cùng Saul rằng, khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó. Hễ nó cất lên cự tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Philistine không chịu phép cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó, vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. David lại nói, Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philistine kia. Saul đáp rằng, hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Saul lấy áo chiến mình mặc cho David, đội cái mão đồng lên đầu người và mặc áo giáp cho người. David đeo gươm của Saul ở trên áo chiến và tập đi thử vì không có thói quen. Nhưng người nói cùng Saul rằng, tôi không thế mang khí giới này mà đi được vì tôi không có thói quen. David bèn cổi áo ấy ra, cầm một cây gậy, lửa dưới khe, 5 cục đá bóng láng để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xơm tới người Philistine. Người Philistine cũng xơm tới, đến gần David, có kẻ vác binh khí đi trước. Người Philistine xem David, thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ thì khinh người. Người Philistine nói cùng David rằng, ta há là một con chó nên ngươi cầm gậy đến cùng ta. Người Philistine bắt danh các thần mình mà rủa xả David và tiếp rằng, hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. David đáp cùng người Philistine rằng, ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta. Còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Philistine cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Sải khi người Philistine đứng dậy xơm tới đón David, David vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch đặng đón người Philistine. David thò tay vào túi mình, lấy một cục đá ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Philistine. Cục đá lọt thấu trong trán, Goliath té úp mặt xuống đất. Như vậy David thắng được người Philistine bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay. Đoạn
David chạy lại, xông vào mình người Philistine, lấy gươm của hắn và rút ra khỏi vỏ, giết hắn và cắt đầu đi. Dân Philistine thấy kẻ lực sĩ mình đã chết thì chạy trốn. Bây giờ người Israel và Juda dấy lên hò hét đuổi theo dân Philistine cho đến cửa thành Gác và Ekron. Người Philistine bị thương ngã chết đầy đường Saragim cho đến Gác và Ekron. Dân Israel sau khi đã rượt đuổi dân Philistine rồi thì trở về cướp phá trại quân chúng nó. David lấy thủ cấp của người Philistine đem đến Jerusalem, nhưng để binh khí Goliath tại trong trại mình. Saul thấy David ra đón đánh người Philistine thì có hỏi quan tổng binh Abner rằng: "Hỡi Abner, người trai trẻ đó là con trai của ai?" Abner thưa rằng: "Ôi vua, tôi xin chỉ linh hồn vua mà thề, tôi chẳng biết." Vua nói cùng người rằng: "Hãy hỏi thăm gã trai trẻ ấy là con của ai." Khi David đã giết người Philistine trở về thì Abner rước người dẫn đến trước mặt Saul. David đang xách thủ cấp của người Philistine nơi tay. Saul nói cùng người rằng: "Hỡi gã trai trẻ, ngươi là con ai?" David thưa rằng: "Tôi là con Isai, tôi tớ của vua ở tại Bethlehem." Thi Thiên 9:16. Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất khá hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày, hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm. Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần, vì những thần của các dân đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời. Sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài, sự năng lực và sự hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. Hỡi các họ hàng của muôn dân, đáng tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va. Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va. Hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất khá run sợ trước mặt Ngài. Hãy nói giữa các nước rằng Đức Giê-hô-va cai trị. Thế gian cũng được lập vững bền, không thể rung động. Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà xét đoán các dân. Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ. Nguyện biển và mọi vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm lên. Nguyện đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều hớn hở. Bây giờ, những cây cối trong rừng đều sẽ hát mừng rỡ trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian. Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Chương 40. Năm thứ 25 sau khi chúng ta bị làm phu tù, đầu năm, ngày mùng 10 trong tháng, tức là 14 năm sau khi Jerusalem bị hãm. Cũng trong ngày ấy, tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta và Ngài đem ta vào trong thành ấy. Trong các sự hiện thấy của Đức Chúa Trời, Ngài đem ta vào đất Israel và đặt ta trên một hòn núi rất cao. Trên núi đó về phía nam dường như có sự xây cất một thành. Khi Ngài đã dắt ta vào đó, ta thấy một người hình dáng như người bằng đồng. Người ấy cầm trong tay một sợi dây gai và một cái cần để đo, đứng nơi hiên cửa. Người bảo ta rằng: "Hỡi con người, hãy lấy mắt xem, lấy tai nghe và để vào lòng những việc mà ta sẽ tỏ ra cho ngươi. Vì ấy là để cho ngươi thấy cả mà đem ngươi đến đây. Vậy mọi điều ngươi sẽ thấy khá thuật lại cho nhà Israel biết. Này, có một cái tường ngoài bao chung quanh nhà. Người ấy cầm trong tay một cái cần để đo, dài 6 cu đê. Mỗi cu đê dài hơn cu đê thường một gang tay. Người đo bề rộng của tường là một cần và bề cao là một cần. Kế đó, người đi đến nơi hiên cửa phía đông, bước lên những cấp, đặng đo ngạch hiên cửa, bề rộng một cần, ngạch khác cũng rộng một cần. Mỗi phòng dài một cần và rộng một cần. Giữa các phòng có một khoảng hở 5 cu đê. Ngạch của hiên cửa trong gần bên nhà ngoài hiên cửa ấy rộng một cần.
Người đo nhà ngoài của hiên cửa về phía trong cũng một cần. Người đo nhà ngoài của hiên cửa có 8 cu đê và những cột nó 2 cu đê. Ấy là nhà ngoài của hiên cửa về phía trong. Những phòng của hiên cửa phía đông mỗi bên 3 cái, cả 3 lớn đồng nhau và các cột mỗi bên đo bằng nhau. Người đo bề rộng của lỗ hiên cửa có 10 cu đê và bề dài 13 cu đê. Trước các phòng mỗi bên có một cái câu lơn 1 cu đê và mỗi phòng một bề có 6 cu đê, bề kia cũng 6 cu đê. Người đo hiên cửa từ mái của phòng này đến mái của phòng khác là 25 cu đê bề ngang từ cửa này đến cửa kia. Đoạn, người tính các cột là 60 cu đê. Gần các cột ấy có hành lang bao lấy hiên cửa. Khoảng hở giữa cửa vào và nhà ngoài của cửa trong là 50 cu đê. Nơi các phòng và những cột nó, nơi phía trong hiên cửa cả đến các nhà ngoài, thảy đều có những cửa sổ chấn song. Nơi phía trong cả chung quanh có những cửa sổ và trên các cột có những hình cây kè. Rồi đó, người dẫn ta vào nơi hành lang ngoài. Này, tại đó có những phòng và có nền lót đá chung quanh hành lang. Trên nền lót đá ấy có 30 cái phòng. Nền lót đá ở 4 phía hiên cửa và bề dài bằng hiên cửa. Ấy là nền lót đá dưới. Người đo bề ngang từ phía trước hiên cửa dưới cho đến mép hành lang trong là 100 cu đê. Phía đông và phía bắc cũng vậy. Người lại đo bề dài và bề ngang của hiên cửa phía bắc thuộc về hành lang ngoài. Những phòng của nó mỗi bên 3 cái. Các cột và nhà ngoài cũng đồng cỡ với của hiên cửa thứ nhất, 50 cu đê bề dài và 25 cu đê bề ngang. Những cửa sổ, nhà ngoài và hình cây kè của nó cũng đồng cỡ với của hiên cửa phía đông. Có 7 cấp bước lên. Cái nhà ngoài ở ngay trước các cấp ấy. Đối với hiên cửa phía bắc và hiên cửa phía đông thì có hiên cửa hành lang trong. Từ hiên cửa này đến hiên cửa khác độ 100 cu đê. Rồi đó, người dắt ta qua phía nam. Này, tại đó có hiên cửa hướng nam. Người đo các cột và các nhà ngoài cũng đồng cỡ nhau. Hiên cửa ấy có những cửa sổ giống như những cửa sổ trước bao bọc lấy. Các nhà ngoài cũng vậy. Bề dài của hiên cửa này là 50 cu đê và bề ngang 25 cu đê. Có 7 cấp bước lên. Ngay trước các cấp ấy có một cái nhà ngoài. Mỗi phía có những hình cây kè trên các cột. Hành lang trong có một cái hiên cửa hướng nam. Người ấy đo từ hiên cửa này đến hiên cửa khác về phía nam 100 cu đê. Đoạn, người đem ta vào hành lang trong do hiên cửa phía nam. Người đo hiên cửa phía nam có đồng một cỡ. Những phòng, những cột và những nhà ngoài của nó cũng đồng cỡ nhau. Hiên cửa này có những cửa sổ bao bọc lấy. Các nhà ngoài nó cũng vậy. Bề dài nó là 50 cu đê và bề ngang 25 cu đê. Cả chung quanh có nhà ngoài. Bề dài 25 cu đê, bề ngang 5 cu đê. Các nhà ngoài của hiên cửa ở về phía hành lang ngoài có những hình cây kè ở trên các cột nó và có 8 cấp bước lên. Kế đó, người ấy dắt ta vào hành lang trong về phía đông. Người đo hiên cửa đó cũng đồng một cỡ. Những phòng, những cột và nhà ngoài của nó cũng đồng một cỡ. Và hiên cửa này có những cửa sổ bao bọc lấy. Các nhà ngoài cũng vậy. Hành lang dài 50 cu đê, rộng 25 cu đê. Các nhà ngoài của hiên cửa này ở về phía hành lang ngoài. Mỗi phía có hình cây kè trên các cột và có 8 cấp bước lên. Đoạn, người ấy đem ta vào trong hiên cửa phía bắc. Người đo hiên cửa cũng đồng một cỡ. Những phòng, những cột và những nhà ngoài nó cũng vậy. Lại có những cửa sổ khắp chung quanh. Hiên cửa này bề dài 50 cu đê, rộng 25 cu đê.
Những nhà ngoài của nó ở về phía hành lang ngoài. Mỗi phía có những hình cây kè trên các cột và có 8 cấp bước lên. Có một cái phòng mà cửa nó ở gần các cột của hiên cửa. Ấy, người ta rửa các của lễ thiêu ở đó. Trong nhà ngoài của hiên cửa mỗi phía có 2 cái bàn. Trên đó người ta giết những con sinh về của lễ thiêu, về của lễ chuộc sự mắc lỗi và về của lễ chuộc tội. Về phía ngoài, tại chỗ bước lên, hướng về hiên cửa phía bắc có 2 cái bàn. Bên kia, về phía nhà ngoài của hiên cửa, cũng có 2 cái bàn. Như vậy, 4 cái bàn ở bên này hiên cửa và 4 cái bàn ở bên kia cộng là 8 cái. Trên các bàn đó, người ta giết những con sinh. Lại có 4 cái bàn bằng đá vuông để dùng về của lễ thiêu, dài 1 cu đê rưỡi, rộng 1 cu đê rưỡi, cao 1 cu đê. Người ta để trên đó những khí cụ dùng mà giết con sinh về của lễ thiêu và các của lễ khác. Có những móc rộng bằng lòng bàn tay cắm cùng 4 phía tường. Thịt tế phải để trên các bàn. Phía ngoài hiên cửa trong có những phòng để cho kẻ hát nơi hành lang trong, kề hiên cửa phía bắc ngó về phía nam. Lại một cái phòng nữa ở về phía hiên cửa đông ngó về phía bắc. Người ấy bảo ta rằng, cái phòng ngó qua phía nam là để cho các thầy tế lễ giữ nhà, cái phòng ngó qua phía bắc để cho các thầy tế lễ giữ bàn thờ. Ấy là các con trai của Sa Đốc, tức là trong vòng các con trai Lê Vi đến gần Đức Giê-hô-va đặng hầu việc Ngài. Đoạn, người đo hành lang vuông, có 100 cu đê bề dài và 100 cu đê bề ngang. Bàn thờ thì ở trước mặt nhà. Kế đó, người đem ta vào nhà ngoài của nhà và người đo các cột ở đó. Bên này 5 cu đê, bên kia 5 cu đê. Bề ngang của hiên cửa bên này 3 cu đê, bên kia 3 cu đê. Nhà ngoài có 20 cu đê bề dài và 11 cu đê bề ngang. Có những cấp bước lên, kề các cột lại có 2 cây trụ, bên này 1 cây, bên kia 1 cây. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.